thực hiện cắt amidan hiệu quả, nhanh chóng cho bé Bùi Tuấn Mạnh. Phương pháp gọi tên cô Blater. Vừa qua, tại Thu Cúc TCI, các bác sĩ đã hoàn tất phẫu thuật cho bé Bùi Tuấn Mạnh. Được biết, bé Mạnh đã xuất hiện các triệu chứng như đau họng, ho, sổ mũi từ khá lâu. Trước đây, bé đã được điều trị bằng thuốc nhưng không đem lại hiệu quả triệt để. Sau một thời gian, bệnh lại tái phát gây những ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học tập và sinh hoạt hàng ngày của bé. Sau khi được bố mẹ đưa đi thăm khám tại Thu Cúc TCI, kết quả cho thấy bé bị viêm amidan và VA quá phát. Tình trạng này nếu không được phẫu thuật điều trị sẽ không thể dứt điểm và có nguy cơ gây nhiều ảnh hưởng, biến chứng nghiêm trọng. Nắm được tình trạng của bé cũng như qua tư vấn từ bác sĩ, bố mẹ đã quyết định cho bé Tuấn Mạnh phẫu thuật cắt amidan và nạo VA với phương pháp Coblator, công nghệ plasma. Đây là một trong những phương pháp điều trị hiện đại giúp tối ưu độ an toàn và hiệu quả. Đốt điện bằng sóng cao tần ở nhiệt độ vừa phải, không gây bỏng. Ít đau sau khi mổ. Thời gian thực hiện phẫu thuật nhanh chóng. Giảm tỷ lệ chảy máu khi cắt amidan. Thời gian hồi phục sau khi mổ nhanh. Sau phẫu thuật, bé Mạnh sẽ được đưa về phòng chăm sóc hậu phẫu để theo dõi trong 24 giờ. Tiếp đó, bé sẽ được chăm sóc, đánh giá tổng quát và có thể về nhà khi kết quả đã ổn định. Thank you.